A à, hỏi bài minh trả lời tức thì vào thư viện tải ngay về danh cô thúy xin chào tất cả các con cô rất vui khi được gặp lại các con trong buổi học ngày hôm nay ngày hôm nay cô và các con sẽ cùng làm bài tập của bài luyện tập trung trang 16 các con đã chuẩn bị đầy đủ sách vở và đồ dùng học tập để sẵn sàng cho buổi học ngày hôm nay chưa nhỉ chúng mình bắt đầu nhé Bài tập đầu tiên là bài tập 1, đề bài yêu cầu các con tính. Ở đây là thực hiện phép tính nhân, chia đối với phân số hỗn số đúng không nào? Vậy thì để làm được bài tập này thì trước tiên các con sẽ đổi các hỗn số đã cho về à, phân số đúng không nào? Chúng mình sẽ chuyển các hỗn số thành phân số. Đấy. À, sau đó thực hiện phép nhân, phép chia hai phân số như bình thường. Muốn nhân hai phân số thì ta sẽ lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số đúng không nào? Và muốn chia hai phân số thì ta sẽ lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược. Sau đó thì chúng mình sẽ rút gọn thành phân số tối giản. Đấy, bây giờ các con hãy tạm dừng video này lại và làm bài tập vào trong vở nhé. Lát nữa chúng mình sẽ quay trở lại để xem cô chữa bài tập nào. vậy là các con đã hoàn thành bài tập vào trong vở rồi đúng không nhỉ bây giờ chúng mình hãy cùng chú ý lên trên màn hình nhé trước tiên là câu a nào câu a là phép nhân hai phân số đúng không nào à, vậy thì chúng mình sẽ lấy tử số nhân với tử số mẫu số nhân với mẫu số đấy cô sẽ lấy 7 nhân với bốn à, mẫu số thì sẽ là 9 nhân với 5 cô được phân số là 28/45. Đấy, tiếp đến là câu B. Ở à, đây là phép nhân hai hỗn số đúng không nào? Vậy thì chúng mình sẽ chuyển hỗn số thành phân số. 2 và 1/4 sẽ bằng bằng 9/4. Đấy, chúng mình sẽ lấy 2 nhân với 4 bằng 8 cộng với 1 bằng 9. Đấy, và giữ nguyên mẫu số là là 4. Tiếp theo nào. 3 và 2/5 sẽ bằng à, mình sẽ lấy 3 nhân với 5 bằng 15 rồi cộng với 2 là 17. Tử số sẽ là 17 đúng không nào? Giữ nguyên mẫu số là 5. Cô nhân với 17 phần 5. Đấy. Ở đây là phép nhân hai phân số thì chúng mình sẽ lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số. À, cô được phân số 153 phần 20. Đấy. Tiếp đến là câu C nào. 1 phần 5 chia cho 7 phần 8. Đây là phép chia hai phân số thì chúng mình sẽ lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược. Đấy. Một phần năm nhân với tám phần bảy. Cô sẽ lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số. Cô được phân số tám phần ba mươi lăm. Và cuối cùng là câu d nào? Câu d là phép chia hai hỗn số thì chúng mình sẽ chuyển hỗn số thành phân số đúng không nào? 1 và 1 phần 5 sẽ bằng 6 phần 5 này. À, 1 và 1 phần 3 sẽ bằng 4 phần 3. Đấy, bây giờ là phép chia hai phân số thì cô sẽ lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược À, bây giờ đã trở về dạng nhân hai phân số thì cô sẽ lấy tử số nhân với tử số mẫu số nhân với mẫu số cô được phân số 18 phần 20 đấy phân số 18 phần 20 chưa tối giản đúng không nào cô sẽ chia cả tử số và mẫu số của phân số 18 phần 20 cho 2 cô được phân số tối giản là 9 phần 10. Vậy là cô và các con đã hoàn thành bài tập đầu tiên rồi đúng không nhỉ? Bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang bài tập thứ hai nhé. Bài tập thứ hai để bài yêu cầu các con tìm x. Ở đây có à, có 4 câu A, B, C và D. Đấy. À, vậy thì để Tìm x thì chúng mình sẽ xác định vai trò của x trong phép tính rồi thực hiện theo các quy tắc đã học. Ở câu A là uh, x là số hạng đúng không nào? Muốn tìm số hạng chưa biết thì chúng mình sẽ lấy tổng trừ đi số hạng đã biết. Đấy. Ở câu B, x là số bị trừ đúng không nào? Muốn tìm số bị trừ thì ta sẽ lấy hiệu cộng với số trừ. Ở câu C x là thừa số chưa biết. Muốn tìm thừa số chưa biết thì chúng mình sẽ lấy tích chia cho thừa số đã biết. Và ở câu D x là số bị chia. Muốn tìm số bị chia thì chúng mình sẽ lấy thương nhân với số chia. Đấy, bây giờ các con hãy tạm dừng video này lại và làm bài tập vào trong vở nhé. Lát nữa chúng mình sẽ quay trở lại để xem cô chữa bài tập nào. Vậy là các con đã hoàn thành bài tập vào trong vở rồi đúng không nhỉ? Bây giờ chúng mình hãy cùng chú ý lên trên màn hình nhé Câu A là x cộng với 1 phần 4 bằng 5 phần 8 Ở đây x là số hạng đúng không nào? À, vậy thì muốn tìm số hạng thì chúng mình sẽ lấy tổng Trừ đi số hạng kia Đấy, x sẽ bằng 5 phần 8 trừ đi 1 phần 4. Các con vừa tính được kết quả bằng bao nhiêu nhỉ? À đúng rồi, x ở đây sẽ bằng bằng 3 phần 8. Tiếp đến là câu B nè. X trừ đi 3 phần 5 bằng 1 phần 10. X ở đây là số bị trừ. Muốn tìm số bị trừ thì chúng mình sẽ lấy hiệu cộng với số trừ. Đấy, x sẽ bằng 1 phần 10 cộng với 3 phần 5. Các con vừa tính được x bằng bao nhiêu nhỉ? À đúng rồi, x ở đây sẽ bằng bằng 7 phần 10. Tiếp đến là câu C nào. X nhân với 2 phần 7 bằng 6 phần 11. X ở đây là thừa số chưa biết Muốn tìm thừa số chưa biết Chúng mình sẽ lấy tích Chia cho thừa số đã biết X sẽ bằng 6 phần 11 chia cho 2 phần 7 à, Các con vừa tính được kết quả bằng bao nhiêu nhỉ? Đúng rồi, x sẽ bằng 21 phần 11 Và cuối cùng là câu D x chia cho 3 phần 2 bằng 1 phần 4 x là số bị chia đúng không nào muốn tìm số bị chia chúng mình sẽ lấy thương nhân với số chia Đấy. x sẽ bằng 1 phần 4 nhân với 3 phần 2 à, x ở đây sẽ bằng x bằng 3 phần 8 Đấy. vậy là Cô và con lại hoàn thành bài tập thứ hai rồi. Bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang bài tập thứ ba nhé. Bài tập thứ ba để bài yêu cầu các con viết các số đo độ dài theo mẫu. À, các con chú ý vào bài tập mẫu ở trên màn hình nhé. Cô có 2 m 15 cm sẽ bằng. Đấy, cô sẽ giữ nguyên 2 m 15 cm cô sẽ đổi ra đơn vị đo là mét. Ở ờ, từ cm đổi ra đơn vị đo là mét thì chúng mình sẽ giảm đi 100 lần đúng không nào? Vậy thì 15 cm sẽ bằng 15 phần 100 m. Đấy. Ở ờ, sẽ bằng 2 m cộng với 15 phần 100 m và cô sẽ viết gọn dưới dạng hỗn số bằng 2 và 15 phần 100 m Đấy. Vậy thì dựa vào bài tập mẫu Các con hãy tạm dừng video này lại Và làm bài tập vào trong vở nhé Lát nữa chúng mình sẽ quay trở lại Để xem cô chữa bài tập nào Vậy là các con đã hoàn thành bài tập vào trong vở rồi đúng không nhỉ Bây giờ chúng mình hãy cùng chú ý lên trên màn hình nhé Câu Đầu tiên là 1m75cm Đấy. Cô sẽ giữ nguyên là 1m đúng không nào? 75cm đổi ra đơn vị đo là m Từ cm đổi ra m chúng mình sẽ giảm đi 100 lần Vậy 75cm sẽ bằng 75 phần 100m đúng không nào? Đấy, cô sẽ cộng với 75 phần 100 m và viết gọn dưới dạng hỗn số sẽ bằng 1 và 75 phần 100 m. Câu tiếp theo là 5 m 36 cm tương tự như với câu trên sẽ bằng 5 m cộng với 36 phần 100 m. Viết gọn dưới dạng hỗn số sẽ bằng 5 và 36 phần 100 m. Đấy. Câu cuối cùng là 8 m 8 cm sẽ bằng 8 m này. Ờ, à, 8 cm đổi ra m sẽ bằng 8 phần 100 m. Đấy, 8 m cộng với 8 phần 100 m và viết gọn dưới dạng hỗn số sẽ bằng 8 và 8 phần 100 m. Đấy, vậy là cô và các con lại hoàn thành bài tập thứ ba rồi. Bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang bài tập thứ tư nhé. Bài tập thứ tư cũng là bài tập cuối cùng. Các con cùng chú ý lên trên màn hình nhé. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Một mảnh đất hình chữ nhật có kích thước như hình vẽ dưới đây. Sau khi đào ao và làm nhà thì diện tích phần đất còn lại là A là 180 m2, B là 1400 m2, C là 1800 m2 và D là 2000 m2. Các con cùng chú ý vào hình vẽ nhé. À, ở đây là một mảnh đất hình chữ nhật có các kích thước như hình vẽ đấy à, chiều rộng ở đây là là bốn ô vuông mỗi ô vuông là 10 mét đúng không nào chiều dài ở đây là 5 ô vuông mỗi ô vuông là 10 mét đấy à, và trong mảnh đất này thì người ta có xây nhà và đảo ao. Đề bài yêu cầu các con tính diện tích của phần đất còn lại đấy. vậy thì để tính được diện tích của phần đất còn lại thì chúng mình sẽ phải tính được diện tích của cả mảnh đất đúng không nào? sau đấy chúng mình sẽ trừ đi diện tích đất làm nhà và trừ đi diện tích đất đào ao thì sẽ tìm được diện tích của phần đất còn lại đấy. Cụ thể là à, bước đầu tiên chúng mình sẽ tính diện tích của mảnh đất. Diện tích của mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 5 ô vuông, chiều rộng là 4 ô vuông. Đấy. Để tính của diện tích à, để tính diện tích của mảnh đất thì chúng mình sẽ lấy chiều dài nhân với chiều rộng đúng không nào? Sau khi tìm diện tích của mảnh đất thì Chúng mình sẽ tìm diện tích đất làm nhà Đấy. Diện tích đất làm nhà thì có Chiều rộng là một ô vuông tương ứng với 10 mét Chiều dài là hai ô vuông đúng không nào? Và để tính diện tích đất làm nhà thì chúng mình sẽ lấy chiều dài nhân với chiều rộng Đấy sau khi tìm được diện tích đất làm nhà thì chúng mình sẽ tìm diện tích đảo ao đây. À, diện tích đảo ao ở đây là một hình vuông đúng không nào? Diện tích đảo ao chính là diện tích của một hình vuông có độ dài cạnh là hai ô vuông. Đấy. À, để tính diện tích đảo ao chúng mình sẽ lấy cạnh nhân với cạnh. Sau khi tính được diện tích của mảnh đất này, diện tích làm nhà và diện tích đào ao thì chúng mình sẽ tìm được diện tích phần đất còn lại bằng cách lấy diện tích của mảnh đất trừ đi diện tích đất đào ao và diện tích đất làm nhà đúng không nào các con hãy tạm dừng video này lại và làm bài tập vào trong vở nhé lát nữa chúng mình sẽ quay trở lại để xem cô chữa bài tập nào Vậy là các con đã hoàn thành bài tập vào trong vở rồi đúng không nhỉ? Bây giờ chúng mình hãy cùng chú ý lên trên màn hình để kiểm tra xem là mình đã làm đúng chưa nhé. À, bởi vì chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật là 5 ô vuông đúng không nào? Vậy thì chiều dài mảnh đất sẽ là chúng mình sẽ lấy 10 nhân với 5 bằng 50 m. Đấy, bởi vì cạnh của một ô vuông là bằng 10 nên chúng mình sẽ lấy 10 nhân với 5 bằng 50 m. Tiếp đến là chiều rộng mảnh đất là uh, chiều rộng của mảnh đất bằng 4 ô vuông nên chúng mình sẽ lấy 10 nhân với 4 bằng 40 m. Tiếp đến chúng mình sẽ tìm diện tích mảnh đất là uh, chúng mình lấy chiều dài nhân với chiều rộng 50 nhân với 40 bằng bằng 2000 m vuông. Tiếp đến, chiều dài của nhà bằng 2 ô vuông đúng không nào? Vậy thì chúng mình sẽ tính chiều dài của nhà à bằng cách lấy 10 nhân với 2 bằng 20 m. Đấy, chiều rộng ờ à, của nhà bằng bằng 10 nên chúng mình tìm diện tích nhà là sẽ lấy 20 nhân với 10 bằng bằng 200 m vuông. Tiếp đến chiều rộng của ao hình vuông là 20 m nên diện tích ao là chúng mình sẽ lấy cạnh nhân với cạnh bằng 400 mét vuông. Đấy, và lời giải cuối cùng, diện tích phần đất còn lại là chúng mình sẽ lấy diện tích của cả mảnh đất trừ đi tổng diện tích làm nhà và diện tích đào ao. Đấy, 2000 trừ đi à, mở ngoặc 200 cộng với 400 đóng ngoặc sẽ bằng 1400 m2. Đấy. Vậy diện tích của phần đất còn lại là 1.400 m2 đúng không nào? Quay trở lại bài thì chúng mình sẽ khoanh vào đáp án B. Diện tích của phần đất còn lại là 1.400 m2. Vậy là cô và các con đã hoàn thành cả 4 bài tập của bài luyện tập trung trang 16 rồi. Cô hy vọng video này sẽ giúp ích cho các con trong việc học và làm bài tập môn toán. Cô cảm ơn tất cả các con đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các con vào buổi học ngày hôm sau nhé. Bye bye. Khóa học về sách. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của về sách.